Kính thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu chính thức đầu tiên do cơ quan bầu cử liên bang Mexico IFE công bố vào ngày hôm nay cho thấy ứng cử viên của đảng cách mạng thể chế PRI đối lập, ông Enrique Peña Nieto đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày hôm qua tại quốc gia này. Theo đó, ông Nieto đã giành được khoảng 38% số phiếu ủng hộ. Về nhì là ứng cử viên đảng cách mạng dân chủ là Manuel López Obrador, với số phiếu ủng hộ dao động từ 30,9% cho đến 31,86%. Kết quả trên đánh dấu sự trở lại cầm quyền của đảng PRI, từng lãnh đạo Mexico trong 70 năm, cho tới khi bị đảng hành động quốc gia là PNA đánh bại hồi năm 2000. Trong bài diễn văn mừng chiến thắng, ông Nieto cam kết, bằng tất cả trách nhiệm của mình, tôi xin nhận sự ủy thác mà cử tri Mexico đã dành cho tôi hôm nay. Cuộc chiến chống tội phạm sẽ tiếp tục với một chiến lược mới và để bảo vệ cuộc sống của dân chúng Mexico. Có một điều rõ ràng là sẽ không có thỏa thuận hay sự nhượng bộ nào đối với những tội phạm có tổ chức. Tổng thống sắp mãn nhiệm Mexico là Felipe Calderón cũng đã công nhận kết quả do IFE đưa ra, đồng thời nhấn mạnh việc sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới. Trong khi đó, ứng cử viên về nhì là López Obrador không thừa nhận thất bại. Ông cho biết sẽ đợi cho đến khi kết quả chính thức cuối cùng được công bố. Đài truyền hình NHK đưa tin, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản DPJ cầm quyền Ichiro Ozawa cùng với 49 thành viên trong đảng đã đệ đơn xin rời khỏi đảng và có kế hoạch thành lập một đảng mới. Động thái trên nhằm thể hiện sự phản đối của họ đối với dự luật tăng thuế tiêu dùng do Thủ tướng Yoshihiko Noda đề xuất. Đơn xin rời khỏi đảng đã được nhóm chính trị của ông Ozawa trình lên Tổng thư ký DPJ vào hôm nay. Trước đó, 40 hạ nghị sĩ và 12 thượng nghị sĩ Nhật Bản cũng đệ đơn từ chức nhưng đã rút lại quyết định trên. Căng thẳng trên chính trường Nhật Bản phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ DPJ liên quan đến dự luật tăng thuế tiêu dùng lên gấp đôi, tức là 10% vào năm 2015. Dự luật đã được Hạ viện thông qua hôm 26 tháng 6 vừa qua và đang được trình lên Thượng viện xem xét. Giới chuyên môn cho rằng nếu 54 nghị sĩ hoặc hơn theo phe của ông Ozawa, thì Thủ tướng Noda sẽ mất thế đa số và có thể sẽ buộc phải tổ chức bầu cử sớm. Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, ngày hôm nay các tay súng thuộc nhóm khủng bố Hồi giáo El Sadin đang kiểm soát thành phố Tumbuktu ở miền bắc của Mali đã phá hủy lối vào một thánh đường tại thành phố này. AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết, rất nhiều kẻ vũ trang đã bất ngờ tấn công vào thánh đường Sidi Yeya, vốn là một di sản văn hóa quốc gia ở phía nam Tumbuktu. Họ đã dùng búa rìu để phá hủy cửa chính của thánh đường này. Cư dân địa phương cũng nhận dạng được người ngoài người Mali, trong số này còn có người gốc Ả Rập Saudi, Mauritania và Algeria. Cũng theo nguồn tin trên, vào cuối tuần trước, 7 trong số 16 lăng mộ của các thánh đạo Hồi ở thành phố này đã bị các tay súng thuộc nhóm Al-Sadin tấn công và phá hủy. Tòa án hình sự quốc tế đã tố cáo hành động của các tay súng này là một tội ác chiến tranh. Thưa quý vị, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici cho biết chính phủ đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia này trong năm nay và năm tới. Theo đó, kinh tế Pháp được ước đoán sẽ chỉ tăng trưởng có 0.4% trong năm 2012 thay vì 0.5% như dự báo trước đây. Còn trong năm 2013, mức tăng trưởng sẽ là từ 1% đến 1.3% thay vì 1.7% như dự báo trước đó. Thông báo trên của ông Moscovici được đưa ra sau khi Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE hạ các mức dự báo tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho biết nợ của quốc gia này đã tăng lên 89.3% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong tạm cáo nguyệt 1 của năm 2012. Theo các chuyên gia, việc kinh tế Pháp bị hạ mức dự báo tăng trưởng càng khiến cho chính phủ gặp khó khăn hơn trong việc đưa thâm hụt ngân sách về mức 4.5% GDP trong năm 2012 và 3% GDP vào năm 2013. Ngày hôm nay, nối tiếp đà đi lên của phiên giao dịch cuối tuần trước, các thị trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt tăng điểm. Theo giới phân tích, lòng tin của giới đầu tư đã được củng cố ngay lúc bước vào tam cá nguyệt 3 của năm 2012, sau khi các nguyên thủ châu Âu cam kết vực dậy hệ thống ngân hàng trong vùng. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% sau khi tăng tới 2,7% vào thứ Bảy tuần trước.
mức tăng cao nhất trong 6 tháng qua. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,08%, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,4%, chỉ số Kospi của Nam Hàn tăng 0,32%. Theo các nhà chuyên môn, trong bối cảnh các số liệu báo cáo gần đây cho thấy, kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu trì trệ. Có thể nói tác động tốt từ kết quả của hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU vào cuối tuần trước đã phần nào ngăn chặn được nguy cơ sa sút lòng tin của giới đầu tư chứng khoán châu Á. Hiện thị trường cũng đang chờ đợi các số liệu từ kinh tế Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, chính phủ Nam Hàn đã khánh thành thành phố hành chính mới Sejong tại tỉnh Nam Trung Cheong. Thành phố được lấy theo tên của vua Sejong thuộc triều đại Joseon. Đây là trung tâm hành chính thứ hai của quốc gia này, chỉ sau thủ đô Seoul. Theo kế hoạch, hơn 50 cơ quan công sở sẽ được rời đến thành phố mới. Lên tiếng tại buổi lễ, Thủ tướng Nam Hàn Kim Hwang-sik cho biết. Cơ quan công sở, trong đó có 16 cơ quan chính phủ, sẽ được đặt tại Sejong. Dự tính thành phố sẽ là nơi cư ngụ của 300.000 dân vào năm 2020 và 500.000 dân vào năm 2030. Dự án xây dựng thành phố Sejong do Tổng thống quá cố Roh Moo-hyun đưa ra trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2002 nhằm giảm tài cho thủ đô Seoul và thúc đẩy sự phát triển cân bằng giữa các địa phương. Thành phố Sejong cách Seoul khoảng 150 km về phía nam, có diện tích là 456 km2, bằng 3/4 thủ đô Seoul. Phái bộ quan sát của Liên Hiệp Quốc tại Syria, UNSMIS, vừa cho biết sẽ sẵn sàng nối lại hoạt động của các quan sát viên quốc tế ngay khi các bên tại Syria đồng ý chấm dứt bạo lực. Thông báo trên được phát ngôn viên của UNSMIS, bà Sosan Gosset, đưa ra tại thủ đô Damascus vào ngày hôm nay. Bà Gosset cho biết, quyết định kéo dài sứ mạng của phái bộ quan sát hòa bình tại Syria sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận trong vài tuần tới. Bất chấp việc tạm ngừng công việc trên, hiện nay một số quan sát viên của Liên Hiệp Quốc vẫn đang tiến hành các hoạt động nhân đạo ở một số bệnh viện và trường học ở những vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột của Syria. Hoạt động quan sát của Liên Hiệp Quốc tại Syria đã bị đình chỉ hồi giữa tháng 6 vừa qua khi Thiếu tướng Robert Mott tuyên bố giao tranh tại Syria đang đe dọa đến sự an toàn của các quan sát viên. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay xác nhận 3 quân nhân quốc gia này đã bị một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát quốc gia Afghanistan bắn chết tại tỉnh Helmand, phía tây nam của Afghanistan vào ngày hôm qua. Theo Bộ Quốc phòng Anh, 3 quân nhân trên đã bị bắn tại một trạm kiểm soát an ninh ở Naesara, nơi họ đang có cuộc họp với các bô lão địa phương. Trong lúc đấu súng, 3 quân nhân này đã tử nạn do các vết thương quá nặng. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF tại Afghanistan cho biết hung thủ đã bị bắt giữ sau vụ tấn công trên và đang bị thẩm vấn. Hiện vẫn chưa rõ kẻ tấn công có thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Afghanistan hay không. Như vậy, tính từ đầu năm tới nay đã có 215 quân nhân ngoại quốc, trong đó có 26 quân nhân Anh quốc thiệt mạng tại chiến trường Afghanistan. Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Anh David Cameron và Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, nhưng cũng cho biết vụ việc trên sẽ không làm thay đổi chiến lược của Anh quốc tại Afghanistan. Hãng tin BBC của Anh hôm nay cho biết 4 nhân viên cứu trợ ngoại quốc bị bắt cóc tại trại tị nạn Dadaab của Kenya vào hôm thứ Sáu của tuần trước đã được lực lượng quân đội Kenya và Somalia giải cứu vào đêm qua. Chiến dịch giải cứu diễn ra sau khi lực lượng quân đội Kenya và Somalia nhận được thông tin tình báo cho biết nơi giam giữ các con tin. Hiện tất cả đều được an toàn. Hội đồng người tị nạn Na Uy NRC, nơi 4 nhân viên cứu trợ mang quốc tịch Canada, Na Uy, Pakistan và Philippines này làm việc, đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết đã thông báo cho gia đình của họ. Các nhân viên của NRC này bị các tay súng phục kích và bắt cóc hôm 29 tháng 6 tại trại tị nạn Dadaab, nơi tạm trú của hơn 450.000 người tị nạn Somalia. Tháng 10 năm ngoái, các tay súng cũng đã bắt cóc 2 nhân viên mang quốc tịch Tây Ban Nha của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới. Hiện họ vẫn đang bị bắt giữ làm con tin ở Somalia.
Thưa quý vị, triển lãm công nghệ quân sự quốc tế lần thứ hai vừa kết thúc tại thị trấn Zhukovsky, ngoại ô Mạc Tư Khoa của Nga vào hôm qua. Triển lãm diễn ra 2 năm một lần này do Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga kết hợp với Công ty Công nghệ Quốc phòng Quốc doanh Nga tổ chức nhằm giới thiệu những công nghệ hiện đại nhất về khí tài quân sự và vai trò của chúng trong phát triển nền kinh tế. Cuộc triển lãm này kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu vào hôm 27 tháng 6 vừa qua. Hơn 300 công ty chuyên sản xuất khí tài quân sự đến từ 11 quốc gia trên thế giới đã giới thiệu những sản phẩm mới nhất của họ. Tại cuộc triển lãm, Nga đã giới thiệu các thế mạnh của chiến xa T-90MS, một trong những phiên bản mới nhất của kiểu chiến xa T-90 của quân đội quốc gia này. Thay đổi lớn nhất của T-90MS so với các phiên bản khác là nó được trang bị giáp phản ứng nổ Relic. Ngoài bộ giáp đặc biệt, T-90MS còn được trang bị các thiết bị bảo vệ chủ động và thụ động, giúp nó trở thành chiếc chiến xa được bảo vệ tốt nhất thế giới hiện nay. Mặc dù đã quyết định tái khởi động một số lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Ohi ở tỉnh Fukui, vốn bị đóng cửa kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần của hồi tháng 3 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đang đặt mục tiêu là cắt giảm từ 7% tới 15% lượng điện tiêu thụ tại một số khu vực do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong mùa hè này. Theo yêu cầu của chính phủ, bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các gia cư và doanh nghiệp thuộc 6 khu vực miền Trung và Tây Nhật Bản sẽ tự nguyện cắt giảm lượng điện năng tiêu thụ từ 7 cho đến 15% so với mức của mùa hè năm 2010 cho đến hết tháng 9 tới. Lệnh tiết kiệm điện năng cũng được áp dụng tại đảo Hokkaido nằm ở cực Bắc Nhật Bản. Chiến dịch tiết kiệm năng lượng được đưa ra khẩn cấp hơn sau khi tổ hợp điện Kansai Electric Power thông báo tạm thời ngưng hoạt động phát điện tại một nhà máy ở Himeji phía Tây do rò rỉ hơi nước. Dự tính sau 10 ngày sửa chữa, công suất của nhà máy này mới có thể đáp ứng được khoảng 86% nhu cầu điện trong khu vực, thay cho mức 81% hiện nay. Kính thưa quý vị, theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu công bố vào ngày hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đồng Euro, Eurozone trong tháng 5 vừa qua đã chạm mức cao nhất kể từ khi số liệu này được thống kê lần đầu tiên vào năm 1995. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone đã tăng lên mức là 11.1% trong tháng 5 từ mức 11% của tháng trước đó. Trên toàn Eurozone, số người thất nghiệp trong tháng 5 tăng 88.000 người lên 17.561.000 người. Tây Ban Nha có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Liên minh châu Âu với 24.6%. Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone vẫn duy trì ở mức trên 10% trong suốt 14 tháng qua, đe dọa khả năng phục hồi kinh tế ở các quốc gia đang vấp phải khó khăn như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italia. Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Tài chính Toàn cầu Market công bố số liệu cho thấy chỉ số quản lý sản xuất PMI của Eurozone trong tháng 6 vẫn giữ nguyên ở mức là 45.1 điểm của tháng 5. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2009, cho thấy nền kinh tế khu vực này đang bị suy giảm. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay của đài Việt VTV. Xin quý vị hãy giữ làn sóng của Việt VTV. Linh Nga sẽ quay trở lại ngay cùng với quý vị sau một số thông tin thương mại của các cơ sở bảo trợ cho đài. Linh Nga xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.